thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ủy ban nhân dân xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nhà văn hóa ấp Trại Bí, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đăng ký cấp giấy tại từ đất số 81, tờ bản đồ số 42 diện tích 405,7 m2, đất tọa lạc tại ấp Trại Bí, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Nguồn gốc đất, đất công do Ủy ban nhân dân xã Tân Phong, huyện Tân Biên quản lý từ năm 90, sử dụng đất làm trụ sở nhà văn hóa ấp Trại Bí, hoạt động cho đến nay không tranh chấp với bất kỳ ai căn cứ biên bản thẩm định hồ sơ đất của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh ngày 17 tháng 4 năm 2024, thể hiện thừa đất số 81, tờ bản đồ số 42, bản đồ chính quy, diện tích 405,7 m2 được trích đo từ một phần thừa đất số 4244, tờ bản đồ số 5, bản đồ 299. Trong sổ mục kê thể hiện do ông Lương Thanh Sâm kê khai đăng ký nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện ông Lương Thanh Sâm không sinh sống ở địa phương và không có địa chỉ liên lạc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban nhân dân xã Tân Phong, huyện Tân Biên sẽ lập thủ tục trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhà trang hóa ấp Trại Bí, xã Tân Phong theo quy định của pháp luật.